Xin chào các bạn, chúng mình đang học tại một ngôi trường mang tên một vị anh hùng áo vải, đó là vua Lê Lợi. Ngôi trường nhỏ, xinh xắn, nằm tọa lạc trên con đường cùng tên. Tuy khuôn viên không được rộng lớn như nhiều ngôi trường khác, nhưng trường mình lại có một bề dày lịch sử lâu đời đấy các bạn ạ. Nơi đây, tình yêu thương và sự tận tâm của các thầy cô đã chắp cánh cho biết bao thế hệ tiếp bước. Chúng mình cũng rất tự hào vì đã được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu lòng yêu nước. Có biết bao anh hùng đã hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ tổ quốc. Tại vùng đất đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nơi rợp xanh, tàu lá, trái ngọt, hoa thơm, đã sinh ra một người con gái kiên cường, bất khuất. Người anh hùng ấy đã hy sinh trong mùa hoa lê kim ma nở. Tấm gương của chị đã trở thành câu chuyện huyền thoại, lan tỏa trong không gian và thời gian, làm rung động trái tim của mỗi người. Không ai khác, đó là chị Võ Thị Sáu. Chị Võ Thị Sáu, tên thật là Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1933 trong một gia đình nghèo tại xã Phước Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chị tham gia cách mạng năm 14 tuổi. Nhờ sự mưu trí, lanh lẹ và dũng cảm, chị đã hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ, nhanh chóng trở thành nữ chiến sĩ trinh sát của đội công an xung phong Đất Đỏ. Tháng 2 năm 1951, chị được giao nhiệm vụ dẫn đầu một tổ xung kích, dùng lựu đạn để diệt hai tên ác ôn, cả suốt, cả đây và bọn ngụy tại chợ Đất Đỏ. Nhưng thật không may, chị đã sa vào tay địch. Chúng giam cầm chị trong khám Chí Hòa. Chúng dùng đủ mọi cực hình để tra tấn chị. Chúng hy vọng sẽ lấy được manh mối cách mạng từ chị. Chị chết đi, sống lại nhiều lần, với đủ thứ đòn roi và mùi tra tấn. Chị Sáu vẫn nêu cao tấm gương dũng cảm, vươn lên, không khuất phục kẻ thù. Bọn thực dân Pháp tức tối nạt nộ, muốn sống thì hãy khai ra mau. Chị Sáu vẫn một mực quả quyết, tôi không có gì để khai. Tháng 4 năm 1951, bọn thực dân Pháp đưa chị ra tòa án xét xử. Chúng tuyên án tử hình chị. Bản án tử hình người con gái chưa đến tuổi vị thành niên đã gây xôn xao dư luận trong và ngoài nước. Bọn thực dân Pháp sợ hãi, không dám bán chị ở Sài Gòn mà chúng quyết định đưa chị ra Côn Đảo. Khoảng 4 giờ sáng ngày 23 tháng 1 năm 1952, chị Sáu đã sẵn sàng mặc bộ quần áo bà ba trắng toát. Bọn thực dân Pháp vô cùng ngạc nhiên và kính phục vì đây là lần đầu tiên chúng thấy người con gái sắp bị tử hình mà vẫn ung dung và hiên ngang đến thế. Chị Sáu bước ra pháp trường trong cái ánh nắng đầy rẫy sắc xuân năm Nhâm Thìn. Chị ngắt một bông hoa cài lên mái tóc rồi vừa đi vừa hát. Đi ngang qua những người tù binh đào huyệt rồi dừng lại hỏi, huyệt của tôi đấy ư? Chị rút bông hoa rồi đưa cho những người tù. Tặng các anh bông hoa này, cảm ơn các anh đã đào huyệt cho tôi. Hôm nay các anh chỉ đào một cái nhỏ, nhưng ngày mai các anh sẽ đào một cái thật to, một cái huyệt thật to để cho những kẻ đã bắn tôi ngày hôm nay. Bọn thực dân Pháp định bịt mắt chị, nhưng chị lại đanh thép nói, không cần bịt mắt tôi, hãy để cho đôi mắt tôi được nhìn thấy đất nước thân yêu đến giây phút cuối cùng. Đoàn quân Việt Nam đi trong lòng cứu quốc, bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa. Khi tên chỉ huy ra lệnh nổ súng, chị ngay lập tức ngưng hát và hét lên, đã đảo thực dân Pháp, Việt Nam độc lập muôn năm, Hồ Chủ tịch muôn năm. Và rồi chị nằm xuống nơi sóng biển rì rào, người con gái trẻ mang giặc đem ra bãi bắn vẫn ung dung mỉm cười, ngắt một đóa hoa tươi chị cài lên mái tóc, đầu ngẩng cao bất khuất trong giờ phút hy sinh. Bây giờ dưới gốc dư, chị nằm nghe biển hát.
trốn. Cái chết của chị Võ Thị Sáu đã trở thành bất tử. Tấm gương chị Sáu luôn lạc quan, yêu đời, luôn tin tưởng vào chiến thắng, cách mạng. Dù chị đã hy sinh, nhưng người con gái kiên cường, bất khuất, vẫn luôn đọng mãi trong tâm hồn con người Việt Nam, sống mãi với thời gian. Noi gương chị, lớp lớp chúng em nguyện sẽ sức học tập, phấn đấu không ngừng để trở thành con ngoan, trò giỏi, người có ích cho đất nước. Chúng em nguyện hết mình vì Tổ quốc thân yêu.